đánh giá cái đầu về trước đi, đừng để cho nó bị tồn ra quá, là nó sẽ không có não. Thế nhưng cơ thể là tôi vẫn có ý định xin lỗi, chỉ là sau rằng anh đang cứ bận nghe điện thoại trước, thành ra tôi không có cơ hội. Các bạn thân mến, các bạn vừa tham gia tập hợp của bộ truyện ngôn tình rất nhiều và hấp dẫn bằng tên Trong một đời chồng của tác giả Nguyễn Thị Hương. Tôi có thể đăng ký tập truyện này tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Mai và nhấn vào chuông thông báo chỉ là mơ thôi.